Kiwin S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Thưa quý vị, áo vàng đã đổi chủ sau trận 5 đua vòng bờ hồ Hoàn Kiếm, nhưng là sự đổi chủ có ý đồ chiến thuật của tập thể Thành phố Hồ Chí Minh từ Igor Frolov sang Ivanov Timofey vẫn trong nội bộ của huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt. Nhưng huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt đổi chủ áo vàng có ý đồ gì hay không, hay chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên của chiến thuật ở trên đường đua xe đạp? Hãy cùng phân tích với Vua Đức Rút ngày hôm nay. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Phương án bảo vệ áo vàng nhẹ nhàng nhất là thả một nhóm các tay đua không có khả năng cạnh tranh danh hiệu bước đi, đồng thời đưa toàn bộ đội hình lên cầm nhịp đoàn đông để sẵn sàng hóa giải những đợt tấn công khác. Đó là cách mà tập thể Thành phố Hồ Chí Minh đã áp dụng trong trận 5 vòng bờ hồ Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội. Nhưng tập thể An Giang không để cho đối thủ được thảnh thơi khi ngoại binh Roman Maikin nạp tốc độ ngay từ những vòng đua đầu tiên. Động thái này nhằm hình thành tốp đầu gồm những tay đua mạnh để tăng sức ép lên đội hình của Thành phố Hồ Chí Minh ở phía sau. Vẫn đang là nỗ lực tấn công thoát đi của Roman Maikin. Và đây sẽ là vòng tính điểm giải thưởng dọc đường đầu tiên của chặng đua ngày hôm nay, vòng đua thứ 8. Roman Maikin vẫn đang rất nỗ lực để thoát đi một mình ở phía trước. Với việc Roman Maikin tấn công đi như thế này cũng là cách để cho ekip An Giang phá giờ thưởng ở mức sprint 1, không tạo điều kiện cho cái đua cạnh tranh với Peter Rikunov như là Igor Frolov hay là Timofey Ivanov hay là Sava Novikov có thể tích lũy thêm những giây thưởng cho mình và kéo giãn khoảng cách ra xa hơn so với Peter Rikunov. Với quá trình này có lẽ chúng ta chỉ cần quan tâm tay đua xếp thứ 2 và thứ 3 ở mức sprint này là các tay đua nào. Một tay đua của quân khu 7 đang ở vị trí thứ 2. Tay đua của Vĩnh Long và Bình Dương cũng đang rất quyết tâm để băng lên. Như vậy là ở giải thưởng dọc đường đầu tiên, chiến thắng đã thuộc về Roman Maikin. Ở vị trí thứ 2 là Quang Văn Cường của quân khu 7. Và đứng thứ 3 là Sava Novikov, tay đua của Nhựa Bình Minh Bình Dương. Một người vẫn luôn chơi rất cống hiến và rất quyết tâm ở trong những trận đua đầu tiên của truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đến lúc này. Khi những tay đua mạnh luôn có mặt ở phía trước đoàn đua để sẵn sàng cạnh tranh ở hai vòng tính điểm thưởng dọc đường, chiếc áo vàng của Igor Frolov có thể bị uy hiếp, đặc biệt là Sava Novikov chỉ cách áo vàng 4 giây. Chỉ cần thắng 2 sprint là đủ để Novikov giúp Nhựa Bình Minh Bình Dương lần đầu tiên có một trận đua được mặc áo vàng ở cuộc đua danh giá nhất cả nước. Với những tập thể không có nhiều cơ hội cạnh tranh danh hiệu chung cuộc, đây là một vinh dự to lớn. Trong tình thế này, Ivanov Timofey của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama đã đeo bám ở điểm sprint 2, giành hạng 3 với một giây thưởng, vừa đủ để lấy áo vàng từ người đồng đội Igor Frolov nhờ hơn tổng hạng. Vâng, thật sự hấp dẫn khi mà chúng ta đã thấy ở trong trận đua này, ở phía đầu của đoàn đông đang có sự xuất hiện của tất cả những tay đua mạnh nhất: Mikhail Ram, Peter Rikunov, Igor Frolov, Luis Dasriak, Roman Maikin, Giáo Cam Nguyễn Tất Hoài. Rồi các đội của đội tập đoàn Lộc Đàn Giang, đội của đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama đều là những người đang dẫn đầu ở trong đoàn đông. Mà bây giờ sẽ là cuộc cạnh tranh hấp dẫn về nước rút của các tay đua ở sprint thứ 2. Tay đua có dựng Domex Công Tháp, rồi cả Martin Lass đã xuất hiện ở trong cuộc cạnh tranh này. Sava Novikov, Martin Lass và có lẽ là cả Timofey Ivanov đều xuất hiện. Và một chi tiết đáng chú ý khác đó là việc Timofey Ivanov, tay đua của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama, với việc về đích thứ 3 ở sprint này, anh có được một giây thưởng, có nghĩa là đã thu hẹp khoảng cách chính thức là đồng giờ với áo vàng Igor Frolov. Và thậm chí là xét về tổng hạng ở trên bảng xếp hạng thời điểm này thì Timofey Ivanov còn thấp hơn. Chính vì vậy mà nếu như kết quả này được giữ nguyên và hai tay đua này về cùng lúc với nhau ở trong đoàn đua ngày hôm nay thì rất có thể áo vàng sẽ được chuyển từ Igor Frolov sang Timofey Ivanov. Hôm nay chỉ bất ngờ thôi chứ không có nằm trong dự tính của đội. Tại vì cái nhóm rút riêng đó là sẽ có những vận động viên ngoại binh đó anh, thì nó cũng có số giờ rất là gần với lại bạn ở đó. Dù là vô tình hay nằm trong ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt thì việc áo vàng về tay Timofey đối với tập thể Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có lợi chứ không có hại.
vì tân binh người Nga nằm trong đội hình Thành phố Hồ Chí Minh Vinama sẽ có lợi thế nhiều hơn so với Igor Krolov trong đội hình Thành phố Hồ Chí Minh New Group ở chặng 7 đua đồng đội tính giờ tại Sầm Sơn, Thanh Hóa. Khi những cuộc tấn công không thể tạo nên sự khác biệt, các tập thể mạnh chủ động đưa cục diện về thế cầm hòa chiến thuật. Đó là điều kiện cần để Trần Tuấn Kiệt có chiến thắng chặng đầu tiên tại cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì các tay đua đã bắt đầu rẽ vào đoạn đường thẳng cuối cùng để cạnh tranh nước rút. Và chúng ta chờ xem. Roman Makin đã tách ra để kéo Peter Nikonov sau lưng của cạnh tranh. Peter Nikonov đang lao lên rất nhanh. Trần Tuấn Kiệt, Martin Lass cũng đang rất nỗ lực. Martin Lass, Trần Tuấn Kiệt, Peter Nikonov. Trần Tuấn Kiệt hay là Martin Lass? Có lẽ là Trần Tuấn Kiệt, thưa quý vị. Cú đẩy xe có lẽ là của Trần Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt đã vượt qua được cả Martin Lass ở đoạn cuối cùng để thực hiện cú đẩy xe rất ngoạn mục và mang về chiến thắng cho tay đua của đội Dopagan Đồng Tháp. Vì sao lại nói là điều kiện cần? Bởi vì điều kiện đủ để tay đua Dopagan Đồng Tháp giành chiến thắng là đoạn nước rút ngắn hơn so với những chặng trước, phù hợp với sở trường rút hơi ngắn của chân rút số 1 Việt Nam. Ở đây thì gần đích thì có một khúc cua nên các vận động viên cũng bắt chớn rất là lâu để bắt được tốc độ cao, để lên được tốc độ cao nhất có thể. Em cũng rút kinh nghiệm từ những lần trước. Những lần trước thì em cũng đã rút rất là dài và hôm nay em cũng đã tự tin và rút ngắn lại và có thể chiến thắng ngày hôm nay. Làm tài thì rất là nhiều tội làm tài, mà chúng tôi đang diễn sức để những trận tiếp theo nên chúng tôi không thể nào mà cung sức làm việc được. Trận này thì tôi cũng không cần thiết về chỉ về chùm an toàn là đã hoàn thành chiến thuật của ban liên gia. Những trận tiếp theo là chúng tôi bắt đầu thực hiện chiến thuật tấn công. Một trận đua mà tập đoàn Lộc Trời An Giang chủ động cầm hòa, không làm tài đưa Rikunov về rút để gỡ giờ áo vàng. Nhưng đó có thể xem là sóng ngầm, dự báo những cuộc tranh chấp không khoan nhượng trên mọi cục diện các danh hiệu. Mặc áo vàng rất khó chạy, đó là câu nói cửa miệng của rất nhiều vị huấn luyện viên. Và với những đội họ có tham vọng cạnh tranh áo vàng chung cuộc thì như Thành phố Hồ Chí Minh thì việc mà họ mặc áo vàng từ những trận đầu tiên của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh là một điều không thường thấy. Và khi mà giữ áo vàng như vậy thì huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt cùng với ekip của mình sẽ phải tính toán rất nhiều để bảo vệ thành quả, hoặc có thể là gửi tạm áo vàng cho một đội nào đã giữ và đến những trận quan trọng sẽ lấy lại. Liệu các đội sẽ tính toán gì ở những trận tiếp theo? Hãy cùng chờ đón với chương trình Vua Nước Rút. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Rời thủ đô Hà Nội, đoàn đua cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xuôi về xứ Thanh, thành phố du lịch biển Sầm Sơn, lộ trình dài 127,5 km. Cuộc đua đang ngày càng nóng hơn với nhiều chiến thuật tấn công liên tiếp của các ekip mạnh Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp. Là chặng đường trường thế trận mở, cuộc cạnh tranh danh hiệu áo cam giữa các tay đua mạnh nhất Việt Nam hứa hẹn sẽ vô cùng gay cấn. Mời quý khán giả đón xem chặng 6 lúc 8 giờ ngày 8 tháng 4 trên kênh HTV9 và HTV Thể thao. Kiwin S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm.